đi. Dạ. Dạ Linh. Bị bao lâu rồi? 5 6 năm rồi. Rồi. Mà nhà đâu vậy? Dạ ở Gia Lai. Gia Lai. Gia Lai Công Tum á. Dạ. Rồi bây giờ rồi từ đó lên xuống đây. Dạ. Bây giờ đó rồi nhà làm gì, trồng cà phê hay gì? Dạ ở nhà trồng cà phê thôi. Cà phê thôi được rồi. Bà chủ vườn cà phê đi thử coi. Đó, bà đi bà gì mà ta coi. Bà về họ lộn cái hộp cà phê cũng nổi nữa. Rồi đi tới đây. Rồi được rồi, đi quẹo quẹo này bao lâu rồi? Dạ, 5 năm rồi. Tại vì hầu ấy, nó tìm chở bà cà phê đi. Ừ. Tránh hai chiếc xe nó gạt cái nhà. À. Thì tại nhà xuống rồi, nói chung là đi cũng sẽ bắn cùng hết mà. Không hết. Rồi nó con đi về công dẹo đi luôn đó. Dạ. Trời đất ơi. Rồi. Vì đứng cái cuối xuống để coi được nhiêu. Rồi cái cuối thì tốt ha. Rồi cái vòng tay ra sao thử coi. Đây đứng này. Không có đi qua đấy. Đứng cái này đó. Rồi vòng ra. Rồi được một cái ngon lành. Rồi cái này. Này không được ngon lành lắm. Rồi ok. Bây giờ đi lại một lần nữa coi. Đi lần nữa coi. Đi đó. Đó. Mọi người thấy đi không? Chết qua đẩy qua bên cái mông bên phải đúng không? Đó. Rồi đi. Được rồi. Được rồi, đi khổ ghê á. Rồi ông làm luôn cái tay luôn đi. Rồi, đứng cái này làm luôn. Đã hết rồi hả? Xong rồi, cuối cùng. Rồi, đi rồi, về xích lần kia. Xích lên. Rồi. Hiểu, hiểu. Mập quá anh cầm. Thẳng chân ra, thẳng nó chân ra, cái thẳng chân ra thẳng ra này.
đó. Ok, một giữ dùng đi, rồi một hai ba nữa, một hai ba, rồi quay bên kia, rồi xích ra đi chứ, rồi thẳng chân lên, thẳng chân lên, thẳng chân lên, thẳng chân lên, có như vậy không? Không gặp được, rồi một hai ba, một hai ba, rồi ngồi vậy đi, trong nghe tàn nhẫn dữ ha, làm sao? Tàn thấy nó nhẹ. Nhẹ ha. Dạ. Trời ơi, xương sườn nhau kỳ quá ha. Từ ở trên miệng tới dùng nó là đào gì đó. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.